Cá dầy là loại cá sống chủ yếu ở nước ngọt, hình dáng giống cá lóc, bụng cá có nhiều dịch đen, trắng, xen kẽ, thịt cá ngon. Những năm gần đây, do tác động của môi trường, loại cá này trở nên khan hiếm. Chính vì lẽ đó, khi anh Phạm Văn Phúc, ngụ ấp Đông Thạnh, xã Đông Thuận, huyện Thới Lai, nhân giống và nuôi thành công cá dầy trong bể bạc, đã trở thành câu chuyện được nhiều người dân địa phương quan tâm. Tôi cũng tham khảo nhiều mặt hàng, là tình cũng lo coi đời sống á, coi cái mặt hàng nào ngon, như coi hát lát, lương này nọ, mà mấy kia nó phức tạp quá à, nó đầu tư nó hơi cao. Thì tôi suy nghĩ sao mà bữa đi chơi á, ở dưới một thứ á, tôi nói ủa ngon cái gì này sao mà không ai phát triển, mà về á, tôi đi làm, tự đi mua cái giống. Thì trong khi á, tôi đi 3 ngày mà được có 11 con à, trong khi á, là mua là 110 ngàn ký thì cũng dám mua luôn, mắc á, là mắc cũng mua. Rồi về thì có người nói thì nuôi không được, rồi có người nói là mày làm mô hình đó chắc không xong đâu. Cuối cùng á thì đối với tôi bây giờ thì dễ, mà nói với người mới chắc phải hơi khó rồi đó. Mà điều con cá này nó dễ nhất á là các cái thức ăn á, nó ít hơn cá nào hết, đỡ tốn tiền thức ăn mà giá nhận nó lại cao. Còn thứ hai nữa là không cần tới giờ nó ép, cũng không cần oxy, không cần máy móc gì hết, thì mình vẫn là tạo ra con giống cá bột được. Thì cái muôn đó nó rất ít cho, nó đỡ tốn cho mình. Thì từ đó thì tôi mới coi lại là nhìn lại con cá dầy này nó cũng phát triển được, rồi tôi mới nhân rộng ra đó. Tận dụng hơn nửa công đất sau nhà, anh Phúc làm bể bạc nuôi cá khá đơn giản. Do thời gian sinh trưởng của cá dầy khá dài, nên anh chỉ tập trung nuôi cá giống. Từ 8 con cá giống ban đầu đến nay, anh Phúc đã cho sinh sản và xuất bán hơn 30.000 con cá giống, với giá bán dao động từ 2.000 đến 7.000 đồng mỗi con. Riêng đợt cá giống đầu tiên năm 2022, anh Phúc xuất bán 5.000 con với giá bán 7.000 đồng mỗi con, mang về thu nhập gần 35 triệu đồng. Tận dụng mặt nước trống và thức ăn thừa khi nuôi cá dầy, anh Phúc còn nuôi thêm cá lóc, cá trê, có thêm thu nhập vài triệu đồng mỗi tháng. Thì miễn mà có 1-2 mét vuông á, thì mình nuôi khoảng cỡ 1.500 con vẫn đạt. Còn mà miễn mà ai có giống nhiều thì nuôi 1.000 con thôi, 1-2 mét vuông. Mà nuôi 2.000 con luôn á là phải mực nước phải là một thước mực nước á, chứ nuôi 8 tắc thì nó hơi đặc, nuôi trong bể bạc này nó phải theo quy trình nó vậy. Hiện nay cá dầy được ví von là một món ăn đặc sản, giá cá thương phẩm có nơi tận 250.000 đồng mỗi kg. Vì lẽ đó mô hình này được nhiều bà con quan tâm. Em biết ở trên cái trang Facebook của anh Phúc đó, thì cái tôi thấy cái con cá dầy, cái tình cờ mới gặp như đó, rồi mới liên trực tiếp cho anh. Nói tôi muốn làm cái mô hình giống anh như đó có được không? Thì nói anh cứ tự nhiên, nếu mà làm được thì anh em mình hợp tác. Còn cái con cá dầy này thì mình muốn làm để có một cái nguồn. Chứ thường thường thì tôi thấy nó nhìn như nó tuyệt chủng rồi, nó không còn nữa. Thì cho nên bây giờ tôi muốn hợp tác với anh Phúc để gầy giống ra. Để cho thứ nhất là trang trải gia đình, thứ hai là để cho bà con mình đó. Có ai có nhu cầu mình tới mình để phân phối giống đó. Thì cái mô hình nuôi cá dầy của anh Phúc này thì anh đã nghiên cứu từ cái năm 2017. Thì đến nay thì cơ bản bước đầu thì nó đã có hiệu quả. Thì cái mô hình nuôi cá dầy này là anh Phúc anh đi đầu tiên trong cái huyện Thới Lai. Cá dầy này trong địa bàn huyện Thới Lai nói chung thì hình như là nó cũng sắp tuyệt chủng rồi. Thì nếu mà bây giờ anh Phúc là nhân rộng thành công cái con cá dầy này thì nó sẽ tạo được cái nguồn con giống mới. Thì theo bản thân tôi cũng mong muốn rằng trong cái thời gian tới đó, anh Phúc sẽ nhân rộng cái mô hình này để cho bà con nông dân có thêm cái nguồn giống thủy sản để nuôi và phát triển cái kinh tế. Từ bước khởi đầu thành công, hiện nay anh Phúc đang chuẩn bị nuôi thêm 100 cặp cá giống. Mô hình này góp phần đa dạng hóa vật nuôi, mở ra hướng đi để bà con nông dân cùng phát triển kinh tế.